xin được trân trọng mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên đến với chương trình văn nghệ và sân khấu hóa chào mừng với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ. Chương trình được thực hiện với sự thể hiện của các câu lạc bộ đội nhóm sinh viên trong trường. Đất nước từ nửa sau thế kỷ 19 đã rơi vào vòng nô lệ xì xích, dân tộc lầm than. Bao chế độ hà khắc được thực dân Pháp thiết lập hòng thống trị dân tộc Việt Nam, tiêu diệt giống nòi Việt. Đã đến lúc bà con phải tiến lên. Chúng ta không thể ngồi yên nhìn đất nước bị giày xéo nữa. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tiến lên, 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 tiến lên. Anh Lý Tự Trọng, tôi thành niên ngông cuồng, nước Pháp sẵn sàng tha thứ cho anh. Chỉ cần anh thật thà hối cải, anh có ăn năn gì không? Tôi chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng. Đã đảo thực dân, trả tự do cho dân tộc. Đã đảo thực dân, trả tự do cho dân tộc. Câu chuyện của những người thanh niên sống mãi bước vào con đường cách mạng chẳng ngại hiểm nguy dường như là điều hiển nhiên trên dải đất hình chữ S.